vừa là dứt điểm. Nhưng ngay lập tức thì Đạt Melo đã có một pha ghi điểm nhẹ nhàng. Cầu thủ trục. Đà Nẵng Khoa. Đắc Khoa. Thêm 2 điểm nữa cho các cầu. Đắc Khoa. Vì Arnold. Thêm 2 điểm nữa cho các cầu. Họ giờ đàn bóng đã từ tay của cầu đối đi ra ngoài. Và đột phá thành công của. Nhưng vẫn đang là các cầu đối hết. Đắc Khoa. Và phòng tốt giữa Daniel Miller và.